Xin chào tất cả các anh các chú ạ. Hôm nay em mới về được một ít hàng ổ cắm. Em quay video đây giới thiệu cho tất cả các anh các chú. Ai có nhu cầu mua hàng có thể nhắn tin hoặc gọi điện trực tiếp cho em theo số điện thoại shop Long Hợi. Số điện thoại đặt hàng 0975275636. Địa chỉ của em ở thôn Hà Vĩ, xã Lê Lợi, huyện Thường Tín, Hà Nội, có ship hàng toàn quốc ạ. Hôm nay nó về có một loại thôi ạ. Đó là hàng ổ cắm có bốn lỗ cắm như này nhá. Hàng này là hàng Hàn Quốc. Made in Korea. Mỗi một ổ cắm nó sẽ có một cái phích cắm riêng. À quên, em xin lỗi. Một cái công tắc riêng như này nhá. Các bác dùng cái nào thì mình bật cái này lên này. Ổ cắm của hàng Hàn Quốc này thì nó sẽ là ổ cắm chân tròn. Ổ cắm chân tròn nhá. Cái này chân dẹt thì không cắm được rồi. Đây, mỗi một cái này nó sẽ có cái công tắc chính bên trên này. Và mỗi một ổ cắm sẽ có một công tắc riêng biệt này. Nó có cả màu đỏ đây nữa nhá. Màu đỏ này, màu đỏ, màu vàng. Đây có cả cái màu trắng này. Các bác hoan hỉ là không chọn màu công tắc được không ạ? Cái này mình cứ chốt theo là số lượng một cái giúp em, một cái hoặc là hai cái nhá, không chọn màu giúp em được không ạ? Tại vì nó cũng có mấy màu mà. Đây Made in Korea đây. Cái này nó ghi là 16A, AC 250V ạ. Các bác có nhìn rõ cái tem chữ nó dập nổi lên trên đây không ạ? Cái này dây của nó cắt hết rồi. Dây đã bị cắt hết rồi nhá. Dây của nó là dây đồng ba lõi như này này. Dây rất là mềm luôn nhưng mà đã bị cắt mất rồi. Hàng cắt máy mà. Cái hàng này hàng đã qua sử dụng nhá, nhưng chất lượng còn rất là ok luôn. Loại này thì giá em bán giá là 100.000 một chiếc nhá. 100.000 một ổ, sẽ có 4 ổ cắm như này này. Đấy. Có màu cam này. Màu đỏ như này nhá. Màu đỏ này. Nó lộn xộn nữa, có cái nọ cái kia. Đây tất cả đều 4 ổ cắm hết này. Nó đều cụt dây như này nhá. Họ cắt hết dây rồi. Đó. 100.000 một chiếc ổ cắm hàng Hàn Quốc, Korea. Đấy, bác nào có nhu cầu mua thì mình alo đặt hàng ủng hộ em theo số điện thoại em có ghi sẵn ở dưới phần mô tả của video rồi đấy ạ. Rồi em xin kết thúc video ở đây. Hẹn tất cả kênh các chú ở những video tiếp theo. Mọi người xem video thì cho em xin nút like, nút đăng ký kênh để luôn theo dõi được những video mới nhất bên em đăng lên kênh mỗi ngày. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả kênh các chú ở những video tiếp theo ạ.